Sacos hân hạnh đồng hành tài trợ cùng chương trình. Trong tập phát sóng trước với chủ đề chắp cánh đam mê, bốn cặp đôi Double K, H&H, Chim Hoàng Anh và Tỏa Sáng đã mang đến những tiết mục vô cùng mãn nhãn, thể hiện sự trưởng thành của các bạn qua từng vòng thi. 8 bạn trẻ với 4 cặp thi đấu còn lại sẽ mang đến những bất ngờ gì dành tặng quý vị khán giả? Và đêm nay, điểm số của giám khảo Nguyễn Đình Vũ sẽ được tiết lộ khi top 16 hoàn thành phần dự thi của mình. 4 thí sinh thấp điểm nhất sẽ phải dừng lại. Thí sinh nào sẽ có tên trong top 12 và thí sinh nào sẽ phải nói lời chia tay chương trình? Tất cả sẽ được lật mở trong tập phát sóng hôm nay. Ngay bây giờ, sẽ được chào đón sự xuất hiện của người kết nối MC Hoàng Rapper. Kính thưa quý vị, MC Hoàng Rapper đón chào quý vị đang đến với cuộc thi âm nhạc Tỏa Sáng Ước Mơ mùa 2. Kính thưa quý vị, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9 với sự đồng hành của nhãn hàng vali ba lô túi sách cao cấp Sacos. Kính thưa quý vị, chúng ta hãy tiếp tục với vòng thi thứ hai với chủ đề chắp cánh đam mê, và trong đêm nay sẽ là phần thể hiện tài năng của 4 cặp thí sinh trong top 16. Chờ đợi xem, với những điểm số đầu tiên mà tuần trước quý vị đã có được thì chúng ta đang dần lộ diện những ứng cử viên sáng giá bước tiếp vào vòng thi tiếp theo cùng với Tỏa Sáng Ước Mơ. Đêm nay sẽ là thử thách dành cho 8 thí sinh còn lại. Và bây giờ xin mời quý vị chào đón sự xuất hiện của 3 thành viên giám khảo trên hàng ghế nóng. Đầu tiên chính là sự xuất hiện của giám khảo ca sĩ Thanh Ngọc. Tiếp theo chính là nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Ca nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ. Và đến với đêm thi ngày hôm nay, với những tiêu chí chấm điểm, anh chị có lời dặn dò nào dành cho 8 thí sinh còn lại không ạ? Xin mời chị Thanh Ngọc. Các em cứ tự tin đi, những cái gì, cái khả năng của mình như thế nào thì mình hãy làm tốt nhất có thể cho sân khấu. Hãy tận hưởng cái bài dự thi của mình. Dạ vâng, cảm ơn giám khảo Thanh Ngọc. Còn với giám khảo Nguyễn Văn Trung ạ. Tuần trước thì anh đã thấy các bạn thực sự tiến bộ hơn là cái ngày đầu tiên mà anh chấm các bạn. Và anh cũng mong muốn các bạn thi tuần này cũng sẽ tiếp tục tự tin, thoải mái tận hưởng từng giây phút các bạn biểu diễn bài thi của các bạn trên sân khấu. Xin cảm ơn giám khảo Nguyễn Văn Trung. Là giám khảo đồng hành với hai mùa của Tỏa Sáng Ước Mơ trong vai trò giám khảo khách mời, Nguyễn Vũ thấy được sự thay đổi ra sao về cá tính và màu sắc âm nhạc của từng thí sinh? Theo thời gian, mỗi năm sẽ có một cái xu hướng âm nhạc khác nhau và cái cách xử lý bài nhạc khác nhau. Thì chương trình Tỏa Sáng Ước Mơ là một cái nơi để các bạn có thể đem được cái sự học hỏi về âm nhạc đến đây. Và trong cái phần thi sắp tới đây thì các bạn thí sinh ơi, các bạn đừng nghĩ đây là một cuộc thi, hãy cố gắng nghĩ đây là một sân khấu chuyên nghiệp để các bạn biểu diễn, và chúng tôi là những khán giả xem bạn một cách công tâm nhất. Dễ gì mà có cơ hội được đứng ở sân khấu Tỏa Sáng Ước Mơ, cho nên các bạn hãy cố gắng làm tốt nhất và tận dụng âm thanh ánh sáng, cố lên các bạn. Cảm ơn giám khảo Nguyễn Đình Vũ rất nhiều. Các giám khảo đã sẵn sàng, quý vị khán giả đã sẵn sàng chưa nào? Hãy tiếp tục đêm thi ngày hôm nay với sự xuất hiện của nhóm 2T. Xin chào Huỳnh Thanh và Cẩm Trúc. Cẩm Trúc, Huỳnh Thanh xin gửi lời chào đến ban giám khảo, đến các bạn khán giả đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Và Trúc ơi, các bạn đã bàn với nhau sẽ trình diễn bài hát nào trong tuần này nè? Nhóm tụi em sẽ trình diễn ca khúc Bước Đi Không Dừng Lại của nhạc sĩ Dương Cầm ạ. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta hãy chắp cánh đam mê cùng với nhóm 2T. Đến với chủ đề của tuần này mang tên là chắp cánh đam mê thì tụi em đang rất là háo hức để mà có thể mang đến một phần trình diễn tốt nhất. Trong quá trình tập luyện tuần này tụi em cũng rất là vui, tại vì bằng cái sự hiểu nhau và cái sự ăn ý với nhau từ vòng 1 cho đến bây giờ. Và bên cạnh đó thì cũng có những cái khó khăn cho tụi em, tại vì lịch học của em và Trúc cũng khá là khác nhau và nơi ở của hai đứa cũng khá là xa, cho nên là mặt thời gian để tập luyện vẫn còn bị hạn chế. Tuy nhiên thì tụi em vẫn sắp xếp được thời gian để có thể tập luyện với nhau nhiều nhất có thể. Và trong quá trình mà tụi em luyện tập
thì tụi em đã học được rất là nhiều kinh nghiệm. Đầu tiên là kinh nghiệm về khả năng thanh nhạc của bản thân và khả năng về sân khấu. Trong tất cả các đội thi thì đội nào cũng có những cái đặc điểm và có những cái sắc thái riêng. Tuy nhiên tụi em vẫn sẽ không tự ti, tụi em vẫn sẽ cố gắng thể hiện những cái điểm mạnh của mình. Tại vì tụi em là cặp nữ duy nhất trong chương trình này và tụi em sẽ cố gắng dùng hết nội lực và tất cả những gì mà tụi em đã được học hỏi để mà có thể mang đến cho mọi người một cái sắc thái riêng và đặc biệt nhất của nhóm 2T tụi em ạ. Dung cho tôi niềm khát khao và gói ước mơ tha lên trời. Cô ê a theo cánh diều vút bay làm đắm say ngất ngây tâm hồn. Tình câu ca sao ơi à, thầm mong lời hát bay xa được hát giữa bao người. Lời ca như con sông dài bình yên và lắm gánh thơ. Dù khó khăn con đây chẳng đường tôi đi chẳng dễ dàng, chẳng đường tôi qua say mê. Dù lời người khác chê tôi vẫn sẽ bước qua, gặp kia soi đá dù tôi vấp ngã lòng tôi vững vững tin. Tin vào tình yêu niềm hạnh phúc này, tin niềm mê say và đam mê này. Ngân nga thôi những tiếng nhạc say say lời ca tôi hát cho vui đời. Tiếng đàn lời ca thành rừng hoa tỏ hương nồng nàn phương nồng nàn thương. Tình yêu khát vọng và tôi sẽ bước đi không dừng lại. Mang niềm tin về nơi này, tin vào yêu hạnh phúc ấy. Ho 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 ho. Ca sao ơi à, thầm mong lời hát bay xa được hát giữa bao người. Lời ca như con sông dài bình yên và lắm ngành tháng. Dù khó khăn con đời chẳng đường tôi đi chẳng dễ dàng, chẳng đường tôi qua say mê. Dù lời người khen chê tôi vẫn sẽ bước qua, gặp cái soi đá dù tôi vấp ngã lòng tôi vững vững tin. Tin vào tình yêu niềm hạnh phúc này, tin niềm mê say và đam mê này. Ngân nghe theo những tiếng nhạc say say lời ca tôi hát cho vui đời. Tiếng là lời ca thành rừng hoa toàn hương nồng nàn phương nồng nàn thương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hai cô gái với những chất giọng đầy nội lực chúc mừng nhóm Suzy. Và bây giờ sẽ là những lời nhận xét đến từ giám khảo dành cho hai bạn Thanh và Trúc. Xin mời giám khảo Thanh Ngọc ạ. Chào hai bạn, vẫn xinh đẹp như vòng 1. Dạ em cảm ơn ạ. Hai em đang ở cái mức an toàn. Một nghệ sĩ biểu diễn cần có thanh, tướng, tài, sắc thì sẽ được khán giả yêu thương nhiều hơn. Thì hai em có cái đầu tiên là tướng và sắc rồi, đúng không? Rồi sau đó là mình sẽ hát để chinh phục khán giả bằng cái giọng hát của mình, cái phong cách trình diễn của mình nữa. Nên là cái việc lựa bài và cái phong cách trình diễn nó rất là quan trọng. Chị muốn thấy sự đột phá nhiều hơn ở những vòng sau. Xin cảm ơn giám khảo Thanh Ngọc. Và bây giờ sẽ là lời nhận xét đến từ giám khảo Nguyễn Văn Trung. Anh thì khác hoàn toàn với chị Ngọc. Yeah yeah. Yeah yeah. Đối với anh, đây là một tiết mục tuyệt vời, một bài hát rất hay, một màn trình diễn rất đẹp. Từ cái ánh mắt đến cái giọng hát đến cái phong thái của các em làm cho anh cảm thấy được một cái niềm hạnh phúc của một người nghệ sĩ đang trình diễn trên sân khấu. Đúng như cái nội dung của bài hát này, các em đã tỏa sáng hơn vòng 1. Cả Trúc nữa, đúng là ở vòng 1 là Thanh là người dìu em, nhưng bài hát này em là người tỏa sáng hơn cả Thanh. Và cái cách hai em tương tác với nhau trên sân khấu nó rất là tự nhiên. Đối với anh đây là một tiết mục tuyệt vời, anh rất thích tiết mục này. Wow, xin cảm ơn giám khảo Nguyễn Văn Trung. Còn quan điểm của giám khảo Nguyễn Vũ như thế nào ạ? Cảm ơn tiết mục của hai em. Khi mà hai em bước ra trong cái bộ đồ công chúa này á, là anh đã cảm thấy rằng là ồ, xinh quá. Làm tự nhiên sân khấu sáng bừng lên, cảm giác như mình đang xem một bộ phim hoạt hình vậy. Anh cũng rất là thích những ca khúc của nước ngoài. Khi mà nghệ sĩ biểu diễn lại họ cũng mặc một cái đầm này, nhưng mà cái phần nhạc rất là mạnh mẽ, kiểu như là Let it go, let it go. Là phần nhạc nó rất là dồn dập, nhưng mà trong một cái bộ đồ công chúa. Đây là một màn trình diễn rất là máu lửa. Và anh nhìn thấy trong các em một cái sự khao khát ở trong cái ca khúc này. Đây là một màn trình diễn rất tuyệt vời. Cảm ơn em. Xin cảm ơn giám khảo Nguyễn Đình Vũ. Chúc cho các bạn sẽ bước đi không dừng lại. Cảm ơn nhóm Suzy rất nhiều. Và ngay sau đây xin mời quý vị, chúng ta hãy tận hưởng những năng lượng của hai bạn trẻ ngay sau đây trong nhóm DK Visual. Xin chào ban giám khảo, xin chào tất cả mọi người. Mình là Đăng Khoa. Và mình là Viết Đông. Tụi mình là nhóm DK Visual. Yeah. Wow, ngày hôm nay cá tính qua phong cách khá là trẻ trung, năng động, hiện đại. Chắc chắn chất nhạc cũng sẽ rất sôi động đúng không nào? Dạ, đúng rồi ạ. Và ngày hôm nay tụi em muốn đem đến cho tất cả mọi người một bài hát khuấy động sân khấu này. Mọi người có thể hết mình cùng với mình được không ạ? À? Và đó là bài hát nào Viết Đồng ơi? Và đó là ca khúc Lời Tỏ Tình Dễ Thương 2, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Sơn ạ. Nào chúng ta cháy hết mình với nhóm DK Visual. Tụi mình muốn đem ca khúc này nhằm mang đến giá trị tích cực cho đến tất cả mọi người, để cho mọi người khi mà nghe bài này mọi người cảm thấy là khi mà mệt mỏi á, bật cái bài hai tụi em lên cái là tự nhiên tỉnh liền. Khi tụi mình lựa chọn ca khúc này, tụi mình đã gặp khá là nhiều khó khăn, bởi vì ca khúc này mặc dù nó đã gắn bó với mình và Khoa trong cái tuổi thơ, tụi mình nghe rất là nhiều. Vì thế nên nhiệm vụ của tụi mình không những muốn vào vòng trong mà tụi mình còn muốn làm cho bài hát mới hơn, cuốn hút hơn và phù hợp với lứa tuổi của Gen Z hơn. Không những thế, tụi mình còn thêm vào những cái điệu nhảy để cho nó sôi động hơn nữa. Tập trước thì Đồng và Khoa cũng là có viết thêm lời rap. Và bây giờ thì hai chúng mình cũng thế. Và không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, mình và Đăng Khoa đã sẵn sàng để cháy hết buổi tối ngày hôm nay với ca khúc Lời Tỏ Tình Dễ Thương 2. Một ca khúc rất là tuyệt vời, rất là sung. Và tụi mình sẽ gửi đến các bạn một điệu nhảy rất là xuất thần ạ. Ủng hộ tụi mình nha mọi người. I'm number one.
xin thề anh sẽ yêu mãi thôi, yêu em làm say suốt đời. Anh number one đẹp trai dễ thương và con tim rất trung tình. Gặp nhau đêm nay mà dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Mình yêu nhau đi, đợi chờ chi em ơi. Yêu anh nhé. Người anh yêu hơi, oh oh. Em có nghe trong tim, oh oh oh. Bao tiếng yêu vang lên dành cho em đó. Người anh yêu hơi, oh oh. Mới khi xa xôi, oh oh oh. Em biết không em ơi. Một hiệu ứng sân khấu rất tuyệt vời đến từ nhóm DK Visual. Chúc mừng các bạn với phần thi vừa rồi, Nguyễn Đình Vũ. Đúng với năng lượng mà bạn đang mong chờ không ạ? Anh cảm nhận được ở hai đứa có thể trong tương lai sẽ là một nhóm nhạc idol. Tụi em đẹp trai, làm chủ sân khấu tốt và rất xứng đáng với cái tên mà tụi em đặt ra, DK Visual. Visual của tụi em trên sân khấu tuyệt vời. Và vũ đạo rất giỏi, biết đặt cái drop cuối cùng, cái phần nhạc cuối cùng để tạo điểm nhấn, bốc thêm nữa. Tại vì nguyên một bài của em vốn dĩ nó đã rất là sôi động rồi, thì phải làm sao khúc cuối rất áp lực cho những người nghệ sĩ khi biểu diễn nhạc sôi động. Nhưng khúc cuối tụi em biết vô một cái tổ hợp nhẹ thôi, nhưng mà làm cho mọi người ở đây bùng cháy. Cảm ơn tiết mục của em. Có lẽ anh sẽ phải là một trong những người chấm điểm cho tiết mục này cao nhất, vì em làm cho anh phấn khởi nhất. Cảm ơn em. Cảm ơn giám khảo Nguyên Vũ. Và sự hưng phấn của chị Thanh Ngọc thì như thế nào ạ? 100 điểm không có nhưng. Yeah. Yêu em không có nhưng ha. À, trước tiên là thấy trang phục là cho điểm tối đa rồi nè. À, phong cách trình diễn là điểm tối đa rồi nè. Có điều giọng hát thì phải coi lại chút xíu. Mình biểu diễn, mình nhảy, mình hết mình. Cái đó là cái không khí, cái năng lượng mà một người nghệ sĩ mang lại trên sân khấu. Cảm được cái năng lượng đó của các em. Đó là cái sự thành công rất là lớn của nghệ sĩ rồi, đúng không? Chúc mừng. Yeah, cảm ơn giám khảo Thanh Ngọc.
Mà nãy giờ thấy giám khảo Nguyễn Văn Trung là rất là điềm tĩnh nha. Mặc dù bài hát rất sôi động, vì sao vậy ạ? Anh là kiểu người hướng nội á. Wow. Dạ. Tụi em đã làm rất là tốt, cực kỳ tốt để trong cái phần khuấy động khán giả, khuấy động không khí. Và anh tin là khán giả khi mà xem qua TV, xem qua màn ảnh vẫn cảm nhận được cái lửa trong người của tụi em qua tiết mục này. Ai cũng khen các em rồi, thì anh cho các em một cái lời nhận xét khác. Khi mà mình nhảy, hát những cái bài hát sôi động như vậy, về giọng hát không cần phải quá là trau chuốt, quá là chỉnh chu, nhưng phải đúng cao độ để cho nó ở cái mức mà dễ nghe thì nó sẽ tốt hơn. Cái đó là cái điều mà chúng ta nên cải thiện ở những tiết mục sau nữa. Thì anh tin là nếu mà các em cải thiện được cái điều đó nữa thì tụi em sẽ là một đội rất mạnh. Chúc mừng các em, đây là một tiết mục rất hay. Xin cảm ơn giám khảo Nguyễn Văn Trung. Chúc mừng DK Visio. Và bây giờ xin mời Viết Đồng và Đăng Khoa đến với vị trí chờ. Sacos hân hạnh đồng hành tài trợ cùng chương trình. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta chào đón phần dự thi của hai bạn trẻ Trọng Bằng và Thành Vy trong nhóm Báo và Ve. Dạ, xin kính chào quý ban giám khảo. Em chào anh Hoàng Rapper và tất cả mọi người đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Team của tụi em là Báo và Ve. Và em là Trọng Bằng. Em là Thanh Vy ạ. Ngày hôm nay trong những bộ trang phục này các bạn dường như rất là hòa hợp với nhau. Như vậy thì chúng ta sẽ chọn một bài hát tình cảm chứ hả? Dạ, nó cũng có một chút tình cảm mà đông đưa nhẹ nhàng hơn là so với lại tuần trước. Một sáng tác của nhạc sĩ Tiến Minh, ca khúc được mang tên Vệt Nắng Cuối Trời. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức. Với chủ đề Chắp Cánh Đam Mê của ngày hôm nay thì team Báo và Ve tụi em sẽ đem đến ca khúc Vệt Nắng Cuối Trời. Mọi người vẫn biết tới ca khúc này như là một bản nhạc phim của một bộ phim từ rất lâu rồi đúng không ạ? Ca khúc này thì bản gốc rất là êm đềm, sâu lắng và nhiều cảm xúc. Nhưng mà bởi vì nội dung của bài hát là một cái tình yêu có lúc buồn nhưng mà cũng có những lúc tràn đầy hy vọng, cho nên là tụi em quyết định là sẽ hát ca khúc Vệt Nắng Cuối Trời giống như là thắp lên cái tia nắng hy vọng cho mọi người đang lạc lối trong tình yêu. Tuy là cái ca khúc này đối với tụi em tập luyện rất là khó khăn, và trong lúc mà tụi em dựng sân khấu thì còn xảy ra rất là nhiều lỗi cũng như là bè không có hợp với nhau, và tụi em đã cố gắng trình diễn hết sức có thể, tập luyện từng ngày để thay đổi. Cái luật chơi của vòng này thì có thay đổi một chút xíu, đó là thay vì là loại cả team thì bây giờ lại loại cá nhân. Nhưng mà cái áp lực đè lên cho team của tụi em thì vẫn y như tập trước. Cặp nào cũng có một cái bản sắc riêng cũng như là chất giọng phù hợp với bài hát, và đặc biệt là phong cách trình diễn vô cùng hoàn hảo. Và đó là điều khiến tụi em rất là lo lắng. Hai đứa ở nhà rất là gần nhau mà đi thì lên đây thì rất là xa, và đi một mình thì rất là buồn, và em không có ai bị rớt hết. Nên là tụi em sẽ cùng cố gắng hết sức, chơi hết 1000% công lực luôn để có thể nắm tay nhau đi tiếp. Mọi người hãy ủng hộ cho tụi em nha. Xa mãi tận cuối trời, lấp lánh cùng dòng mưa rơi, vệt nắng chiều buồn muộn màng. Anh nhớ em người yêu ơi, em sẽ chờ anh về, em sẽ đợi mãi thôi. Dù vẫn biết khi hoàng hôn tan vào đêm dài, chỉ còn lại đây mây đen ôm xót xa. Người yêu hỡi, anh gọi em trong những khát khao ngày mai. Nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây, để bao mênh mông ngát ngây. Nắng lên
trời mây ngất ngây nắng trong tình yêu. Ba ra ba ra ba ra ba ba ra ba ra ba ra ba ra ba 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 ra ba ra ba ba ra ba ra ba ba ra ba ba ra ba ra ba. Xa mãi tận cuối trời lấp lánh từng dòng mưa rơi vệt nắng chiều buồn muộn màng. Anh nhớ em người yêu ơi, anh sẽ chờ em về, anh sẽ đợi mãi thôi. Dù vẫn biết khi hoàn hôn tan vào đêm dài, chỉ còn lại anh nơi đây ôm xót xa. Người yêu hỡi, anh gọi em trong những khát khao ngày mai. Nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây để bao anh mộng ngất ngây. Nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây dưới em còn tim anh hao gầy. Hỡi em yêu ơi, hãy về đây, về trong vệt nắng cuối trời. Thắp lên rực rỡ mặt trời mây ngất ngây nắng trong tình yêu. Trong vệt nắng cuối trời thắp lên rực rỡ mặt trời mây ngất ngây nắng trong tình yêu. Em sẽ chờ anh về, em sẽ đợi mãi thôi. Dù vẫn biết khi hoàng hôn tan vào đêm dài, chỉ còn lại đây mây đen ôm. Những khát khao ngày mai, người yêu hỡi, anh gọi em trong những khát khao ngày mai. Rất quyến rũ, đó chính là chất giọng và phong cách trình diễn của Trọng Bằng và Thanh Vi. Chúc mừng hai bạn. Và không biết là tình cảm của giám khảo dành cho hai bạn như thế nào đây. Xin mời giám khảo Nguyễn Văn Trung ạ. Anh đã nghe về nắng cuối trời rất là nhiều lần với rất nhiều phong cách hát khác nhau. Nhưng hôm nay anh lại thấy trên sân khấu một cái phong cách rất là trữ tình, rất là gợi cảm, rất là lãng mạn đúng không? Rất là lãng mạn của một cặp đôi mới yêu. Bài hát này với lại cái phong cách hòa âm này nó cực kỳ hợp với giọng của Trọng Bằng. Rất là đàn ông, rất là hào hoa, rất là bay bổng, rất là tuyệt vời. Còn Thanh Vi thì em chỉ mới là an toàn. Anh chưa cảm nhận được cái sự bay bổng trong cái giọng hát của em. Mặc dù là em trình diễn với Trọng Bằng rất là đẹp, như một cặp đôi đẹp trên sân khấu. Chúc mừng hai em. Xin cảm ơn anh. Xin cảm ơn giám khảo Nguyễn Văn Trung. Còn với giám khảo Thanh Ngọc, cảm nhận như thế nào về cách luyến lấy và những cái lơi nhịp qua chất giọng của cả hai bạn ạ? Trước tiên thì chị rất là thích cặp đôi này, Bằng với lại Vi. Vi là chị nghe cái giọng của em á, là em sẽ còn tiến xa hơn nữa, là chất giọng của em rất là đẹp. Còn Bằng thì giọng của em á giống như là tự nhiên như hơi thở của em vậy đó. Em hát không hề có một cái sự cố gắng nào và nó rất là uyển chuyển. Thì chị thấy là một cái sự đồng điệu, một cái sự nhịp nhàng khi mà hai bạn trình diễn cái bài hát này. Tuy nhiên á là có một chút xíu về cái cách hát của bài. Cùng là một bài như thế nhưng mà khi mình phối theo pop ballad thì nó hát kiểu khác. Còn cái này là nó hơi jazz một tí xíu, thì em phải hát cho nó lả lơi một chút xíu. Có những cái đoạn ngưng
chứ không phải là em em legato, em cứ đều. Mình chỉ cần để ý một chút xíu về cái cách hát của mình với cái bản phối thì chắc là nó sẽ mang lại hiệu quả nhiều hơn. Xin cảm ơn những lời góp ý đến từ giám khảo Thanh Ngọc. Xin mời giám khảo Nguyễn Đình Vũ ạ. Mê quá không biết nói gì luôn. Dạ. Tại vì tuyệt vời khi mà hai bạn vừa bước ra trình diễn cái khúc này thì Vũ có nhẩm nhẩm trong người. Đây là một cái bài khó chứ không phải dễ. Chưa kể là một cái bài ballad rất là thuần, nhưng mà khi lên nhạc một cái tôi bất ngờ liền. Ca khúc này cái tông á đang hơi hướng về cho Bằng nhiều hơn. Có là nhiều lợi thế hơn đúng không ạ? Đúng rồi, Bằng sẽ có nhiều lợi thế hơn. Nhưng có một cái sự cộng hưởng với hai người. Tại vì khi mà Bằng đã hát đẹp rồi thì có em thêm một cái phần bè bên trong nữa, cho nên khi anh coi cái tiết mục này anh có cảm giác như rằng là hai người rất là đồng điệu. Chưa kể cả tác phong biểu diễn trên sân khấu nữa, hai người rất là nhẹ nhàng, nhịp nhàng. Chúc mừng hai bạn với những lời khen của bà giám khảo Từ Thiên Linh nhé. Và bây giờ xin mời Báo và Ve chúng ta đến với vị trí chờ. Kính thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là phần trình diễn dự thi của nhóm thi cuối cùng. Hai thí sinh còn lại trong top 16 xuất sắc bước vào vòng trong. Đó chính là nhóm TA. Và lời nói đầu tiên thì cho phép đội chúng em là TA. Xin được gửi lời chào tới ba vị ban giám khảo, tới anh Hoàng Rapper và tất cả các quý vị đang theo dõi chúng em qua màn ảnh nhỏ. Xin được gửi một lời chào thân thương nhất ạ. Và em là Lê Mai Anh. Và em là Tiến Trương. Mai Anh và Tiến Trương ngày hôm nay chọn bộ trang phục khác với vòng đầu tiên. Và các bạn sẽ lựa chọn bài hát nào nè? Vâng, và tới với thử thách chắp cánh đam mê thì tụi em đã chọn một ca khúc, một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng được mang tên Đón Bình Minh, và rất là mong sẽ nhận được sự ủng hộ từ tất cả quý vị ạ. Chúc hai bạn may mắn, xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tới với chủ đề lần này là chắp cánh đam mê thì Mai Anh cùng với Tính Trương đã chọn một bài hát là một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng có cái tên rất là hay, đó là Đón Bình Minh. Và ca khúc này thì nó mang cái giai điệu nó rất là vui tươi và cái lời bài hát cũng rất là tích cực. Mai Anh cùng với Tính Trương rất là mong sẽ truyền được cái năng lượng tích cực. Ca khúc Đón Bình Minh là một ca khúc khá là phổ biến với người nghe và cũng khá được khá là nhiều người hát rồi ấy. Cho nên là khi mà em và Mai Anh cùng hát bài này thì bọn em phải tìm cách nào đó để thể hiện ca khúc này một cách nào đó mới lạ, hoặc là hai người có thể hòa quyện vào nhau một cách tốt nhất để có thể mang đến một màn trình diễn mà cho người xem có thể có được cái nhìn tốt hơn, không bị lặp lại so với những màn trình diễn trước. Điều khó khăn thứ hai mà em nghĩ đó là do cái phần bè của ca khúc này nó khá là nhiều á. Nó nhiều đúng không? Và nó làm Tính Trương kiểu lúc đầu khá là hoang mang, nhưng mà dần dần thì mà anh cảm thấy là Tính Trương đã có một cái sự cố gắng nỗ lực tập luyện rất là tốt để mà hai chị em có thể hòa hợp được với nhau trong ca khúc này. Và tôi thấy từ nơi hoang vu vươn trời xa ấy, đỉnh núi cao kia như đang vẫy tay chào. Đường tôi đi còn xa lắm, còn bao hoang mang ưu phiền lo lắng, còn trong thâm tâm mang theo những nghi ngờ. Và con đường kia quá dài, và đôi chân ta chẳng biết ngày mai thế nào ra sao, vì cuộc sống đâu là dễ dàng, và những khó khăn còn vô vàn để thử thách ta lòng vững vàng, để gạt đi những hoang mang, vì lòng quyết tâm còn vô bờ, chẳng đường bước đi còn bất ngờ, và đỉnh núi cao vẫn đón chờ, chờ ngày ta bước chân lên. Con đường tôi đi còn dài lắm,
chân lên đón bình minh. Nếu như có đôi lúc ta thấy giấc mơ này chợt như quá xa, hãy cố gắng nhớ đến lý do mà ta bắt đầu. Vì cuộc sống đâu là dễ dàng và những khó khăn còn vô vàn, để thử thách ta lòng vững vàng, để gạt đi những hoang mang. Vì lòng quyết tâm còn vô bờ, chẳng đường bước đi còn vỡ. Cặp đôi TA đã hoàn thành được một bài hát rất tình cảm của mình. Và bây giờ sẽ là lời đánh giá nhận xét đến từ giám khảo Thanh Ngọc. Chúc mừng hai bạn với bài dự thi kết lại vòng này. Rất là hay, rất là tươi sáng. Thấy được cái ước mơ khao khát cháy bỏng của tụi em ha. Đặc biệt là khi mà nhìn Mai Anh á, nhìn em rất là thiện cảm trên sân khấu luôn. Nhìn em rất là tươi, nhìn em là chỉ thấy cười thôi. Có nghĩa là chị nhìn em là chị chỉ muốn nhoẻn miệng cười thôi. Chắc có lẽ là cái nụ cười của em nó quá hút đối với chị. Đối với anh nữa. Với tôi nữa. Với chúng tôi. Với MC nữa. Với MC nữa, đúng vậy. Bài hát này quảng giọng nó quá phù hợp với lại Mai Anh đi. Nên là em rất là thoải mái thể hiện khả năng của mình. Chất giọng của mình rất là sáng, rất là vang. Để Miro xa cũng vẫn rất là rõ ha, không chênh phô một điểm nào cả. Còn về tính thì chị vẫn thấy là một chút xíu rụt rè. Có một đoạn feel hơi phô nha tính nha. Khi mà mình feel á, là mình cũng phải để ý đến cao độ của mình. Thì cái đoạn đó mới đắt, mới tạo điểm nhấn được. Đây vẫn là một cái bài hát chị rất thích. Cảm ơn hai em. Xin cảm ơn giám khảo Thanh Ngọc và Nguyễn Đình Vũ. Chúng tôi thấy là đôi lúc bạn hơi chau mày trong phần trình diễn vừa rồi của nhóm TA. Vì sao vậy ạ? Các bạn chọn một sáng tác của Khắc Hưng, một trong những ca khúc mà đem lại nguồn năng lượng tích cực. Bạn nữ cười bạn tỏa nắng. Bạn có một cái nụ cười rất dễ thương. Và anh tin á, sau này khi mà em debut á, là em sẽ có một cái lượng fan rất là hùng hậu bởi cái nụ cười này. Giọng hát của em thì nó đã hoàn hảo, không còn gì để chê. Nó đã rất là sáng ở trong lòng anh, và anh tin là quý vị khán giả khi xem cũng sẽ thấy như vậy. Và tới bạn Tính ha, anh nghĩ rằng là anh nhìn được ở em một cái nguồn năng lượng nó nội tâm hơn, nhẹ nhàng hơn và nó hiền hòa hơn. Và anh cảm thấy cái tiết mục này thú vị ở chỗ là hai bạn có một cái sự tương giao và hai cái nguồn năng lượng khác biệt ở trên sân khấu. Trong thời gian ví dụ tương lai khi em debut nhạc á, anh có thể đoán được cái dòng nhạc mà em theo luôn, có thể là lúc five hay là những cái dòng nhạc mà hát chậm hơn, nội tâm hơn, hướng nội hơn cho em. Cảm ơn em đã đem được cái sự hiền hòa và một cái tiết mục tuyệt vời ở trên sân khấu như vậy. Xin cảm ơn giám khảo Nguyễn Đình Vũ. Dạ, xin mời giám khảo Nguyễn Văn Trung. Anh rất thích những người mà lúc nào cũng cười. Anh rất là muốn gần những người lúc nào cũng cười. Em cũng vậy nè. Em nữa. Và bài hát này là một bài hát anh thấy là chọn đúng với lại cái nụ cười của em, đúng với lại cái phong cách và giọng hát của em luôn. Anh mong là Tính, nếu mà lần sau em có tiếp tục tham gia với Mai Anh nữa thì em cũng hãy hòa mình vào cái bầu không khí này. Ở trên sân khấu này, em được quyền phá bỏ những cái gì em đã làm. Em được quyền thể hiện những cái mặt khác của mình. Em được quyền thể hiện những cái gì em chưa tốt để cho mọi người góp ý em, để em tốt hơn qua từng vòng thi. Và cái đó là cái kinh nghiệm của em. Anh mong thấy em sẽ tỏa sáng hơn trong vòng sau. Hà Tính ha, chúc mừng các em. Xin cảm ơn những lời đóng góp ý kiến của giám khảo Nguyễn Văn Trung. Và chúc mừng các bạn với những lời khen của giám khảo để dành cho nhóm TA. Và bây giờ xin mời Mai Anh và Tính Trương đến với vị trí chờ. Sacos,
hân hạnh đồng hành tài trợ cùng chương trình. Kính thưa quý vị, như vậy là 8 tiết mục dự thi của 8 cặp thí sinh trong top 16 đã hoàn thành rồi. Và chúng tôi đang chuẩn bị sẵn sàng để tổng kết những số điểm và tìm ra những cái tên xứng đáng bước vào vòng thi của Tỏa Sáng Ước Mơ mùa 2. Ngay bây giờ đây sẽ là một phần trình diễn rất đặc biệt đến từ tài năng trẻ, giám khảo Nguyễn Đình Vũ. Mọi thứ vô chỉ quy ra đôi lúc thôi, là trước khi ta có được và sau khi mất đi. Anh biết mình không thể làm gì được nữa rồi, nhưng nỗi đau kìm nén lâu sẽ sớm vỡ tan thôi. Mình gặp nhau chỉ nỗi buồn, lời cay đắng em cứ buồn, nhưng cay và anh ngóng cuộc nhận ra thì quá muộn. Toàn thương nhau đến nhói lòng, nhìn nhau chỉ thấy thất vọng, chẳng ai trong ta hy vọng còn quay lại nữa. Mến, chúng ta đang đến với phần cuối của vòng thi thứ hai, cuộc thi Tỏa Sáng Ước Mơ mùa thứ hai. Với chủ đề chập cảnh đam mê, 16 thí sinh đã rất xuất sắc để kết hợp cùng với người bạn diễn của mình để chúng ta đưa ra những phần tài năng và sở trường âm nhạc. Và bây giờ sẽ là những điểm trung bình được cộng hưởng với số điểm của giám khảo Nguyễn Đình Vũ, và chúng ta sẽ tìm ra được top thí sinh bước vào vòng trong. Đó chính là top 12 xuất sắc. Thí sinh đầu tiên trong top 12 sở hữu điểm trung bình cộng của cả 3 vị giám khảo. Số điểm cao nhất trong vòng 2 chấp cảnh đam mê với 97,3 điểm. Xin được chúc mừng. Mai Anh. Chúc mừng Mai Anh, rất xứng đáng. Và bây giờ sẽ là thí sinh thứ hai cũng có số điểm trung bình cộng đến từ 3 vị giám khảo rất ấn tượng. 94 điểm đã thuộc về thí sinh ai tên Hoàng cũng tài năng cả, Huy Hoàng. Chúc mừng Huy Hoàng. Và bây giờ sẽ là thí sinh trong top 3. Số điểm trung bình cộng của cả 3 vị giám khảo dành cho bạn là 93,3 điểm, bám rất sát vị trí thứ nhì.
đó chính là Cô Gái. Quỳnh Anh. Chúc mừng nhóm Chiêu Hoàng Anh đã nắm tay nhau cùng bước tiếp vào vòng trong. Hãy cùng nhau chúc mừng cho thí sinh vị trí thứ tư với 93 điểm. Xin được chúc mừng cho Trọng Vân. Chúc mừng Trọng Vân đã 4 vị trí xuất hiện trong top 12. Vị trí thứ 5 với điểm trung bình cộng của 3 vị giám khảo là 91,7 điểm. Xin được chúc mừng thí sinh Đăng Châu. Chúc mừng Đăng Châu. Và bây giờ sẽ là hai thí sinh tiếp theo bằng điểm nhau, cùng tròn 90 điểm đến từ 3 vị giám khảo. Xin được chúc mừng cho hai thí sinh đến từ hai nhóm khác nhau. Đó chính là hai nhóm 2T và H&H. Chúc mừng Lục Hoa và Cẩm Trúc. Và bây giờ chúng ta đến với thí sinh có số điểm cao tiếp theo với vị trí thứ 8, điểm trung bình cộng 88,3 điểm đến từ 3 vị giám khảo. Đó chính là thành viên còn lại của nhóm 2T Huỳnh Thanh. Chúc mừng bạn. Và bây giờ chúng ta đến với hai thí sinh tiếp theo nữa, cùng điểm trung bình là 87,7 điểm. Với lời tỏ tình của mình, Viết Đồng và Đăng Khoa. Chúc mừng hai bạn. Trong 6 thí sinh còn lại, chúng ta sẽ phải tạm biệt 4 bạn. Và Hoài Đa Bơ tạm thời xin phép không đọc điểm của 4 bạn. Hoài Đa Bơ chỉ chia sẻ, tiết lộ hai số điểm cao tiếp theo, cũng là hai số điểm hợp lệ để bước vào top 12. Đó chính là 87,3 điểm và 85,7 điểm đến từ 3 vị giám khảo. Xin được chúc mừng thí sinh thứ 11 bước tiếp vào vòng trong. Đó chính là thí sinh nhóm Tỏa Sáng Thanh Thanh. Chúc mừng Thanh Thanh, chỉ còn một tấm vé bước tiếp vào vòng trong, mà hiện tại đang có 5 bạn thí sinh. Và chúng tôi rất mong rằng dù kết quả như thế nào, hãy tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê và ý chí của mình thật bền bỉ. Cánh cổng này khép lại, sẽ còn nhiều cánh cửa khác mở ra. Hãy tận dụng cơ hội của mình. Thí sinh cuối cùng trong top 12 được đồng hành cùng với Tỏa Sáng Ước Mơ mùa 2, đó chính là thí sinh Minh Khôi. Chúc mừng Minh Khôi với tấm vé cuối cùng bước tiếp vào top 12 cuộc thi Tỏa Sáng Ước Mơ mùa 2. Và một tràng pháo tay thật lớn dành cho 4 thí sinh còn lại: Tín Trường, Gia Hưng, Thanh Vi và Gia Khang. Vậy là hành trình chinh phục ngôi vị quán quân của 4 bạn Thanh Vi, Gia Hưng, Tính Trương
và Gia Khang đã chính thức khép lại tại thử thách Chắp Cánh Đam Mê. Bằng tình yêu, lòng đam mê và khát khao thể hiện tài năng của mình, các bạn đã mang đến những tiết mục đầy cảm xúc và để lại nhiều ấn tượng trong lòng ban giám khảo cùng quý vị khán giả. Hành trình này khép lại, sẽ có những hành trình mới được mở ra. Chúc cho Thanh Vi, Gia Hưng, Tính Trương và Gia Khang sẽ luôn giữ cho mình lòng nhiệt huyết cùng sự quyết tâm chinh phục những ước mơ. Cảm ơn các bạn vì đã đến với Tỏa Sáng Ước Mơ mùa 2. Cảm ơn sự đồng hành và những nỗ lực cố gắng của cả bốn bạn. Và ở những giây phút cuối này, thật tiếc khi chúng ta không còn được đồng hành cùng với nhau. Nào, chúng ta chia sẻ cảm xúc ngay bây giờ. Mời Tính. Đầu tiên khi đến với chương trình ấy, thì em mong muốn là mình được tỏa sáng cái ước mơ của mình. Là đến đây là em mong muốn mình được hát. Nhưng mà khi mà tham gia chương trình rồi thì em nhận ra là ngoài cái việc mình được hát ra thì ở đây em còn nhận được nhiều thứ hơn. Tất cả các bạn ở đây đều rất là vui vẻ và hòa đồng nói chuyện với nhau. Và em cả cảm thấy thời gian qua em đã có một thời gian rất là tuyệt vời. Cảm ơn Tính Trường rất nhiều. Tính ơi, cố gắng nỗ lực tự tin hơn nữa trên sân khấu. Xin mời Vi. Khi đến với cuộc thi này em cảm thấy là em nhận được rất là nhiều. Mặc dù là phải dừng chân khá sớm nhưng mà những cái bài học từ các anh chị, các cô và từ tất cả các bạn ở đây nữa thì em nghĩ là sẽ giúp em rất là nhiều trong con đường mà em bước tiếp sắp tới. Và cuộc thi này nó cũng giống như là một cái ngọn lửa sẽ đốt cháy, thắp lên cho em một ngọn lửa lớn hơn để sau này em có thể bước tiếp trên những con đường dài hơn, rộng hơn ạ. Cảm ơn Vi rất nhiều. Khi đến với cuộc thi này thì em cảm cũng giống như chị thì em cũng nhận được rất nhiều điều, quen được những người bạn mới. Đặc biệt là anh Lục Hoa đã luôn giúp đỡ em trong suốt quá trình tập luyện. Là mặc dù em dừng chân khá là sớm, nhưng mà đồng đội của em là anh Lục Hoa ở trong team H&H sẽ là một quái vật ngàn máu để tiếp tục chiến tới cùng thay em chiến đấu. Xin cảm ơn những lời động viên của bạn Gia Hưng. Xin mời Khang. Em chào anh chị, em là Gia Khang. Chắc cũng là em út nhỏ nhất, cũng được nhận sự yêu thương của anh chị nhiều nhất luôn. Em học hỏi được nhiều thứ lắm, em cảm ơn anh chị rất nhiều. Và khi một cái cánh cổng khép lại, em nghĩ đây là một cái bàn đạp cho em, để em có thể hiểu được mình hơn, mình cần những gì hơn và cần trau dồi những gì. Các anh chị ơi, cứ chiến hết mình đi. Anh Khôi, phải chiến thắng. Quỳnh Anh tuy là nhỏ nhất nhưng mà là người mà em cũng rất là quý. Nên là cố lên. Cảm ơn bạn rất nhiều, cảm ơn Gia Khang. Và hãy luôn tự hào các bạn là những ngôi sao sáng của Top 16 cuộc thi âm nhạc Tỏa Sáng Ước Mơ mùa 2. Hãy luôn tự hào vì điều đó. Và bây giờ Hòa Đáp Ơ cũng sẽ thay mặt cho chương trình cuộc thi âm nhạc Tỏa Sáng Ước Mơ mùa 2 dành tặng cho mỗi bạn những phần quà rất là ý nghĩa. Đó chính là những phiếu quà tặng trị giá 1.500.000 đồng, phiếu quà tặng ẩm thực đến từ hệ thống nhà hàng chay Bà Xã, cùng với những phần quà là những chiếc ba lô của nhãn hàng vali ba lô túi sách cao cấp Sacos. Xin được chúc mừng các bạn. Xin cảm ơn bốn bạn rất nhiều. Cảm ơn Tính Trường, cảm ơn Thanh Vi, cảm ơn Gia Hưng và cảm ơn Gia Khang rất nhiều. Tạm biệt các bạn. Sacos hân hạnh đồng hành tài trợ cùng chương trình. Và ngay sau đây, các giám khảo sẽ thay mặt cho cuộc thi âm nhạc Tỏa Sáng Ước Mơ mùa 2 tặng cho mỗi bạn thí sinh xuất sắc trong top 12 một phần quà. Đó chính là mỗi bạn nhận được một phiếu quà tặng ẩm thực đến từ hệ thống nhà hàng chay Bà Xã trị giá 500.000 đồng. Chúc mừng các bạn.
Kính thưa quý vị, cuộc thi âm nhạc tỏa sáng ước mơ mùa 2 sẽ tiếp tục phát sóng vào khung giờ rất quen thuộc 21 giờ thứ 6 tuần sau trên kênh HTV9 với vòng thi tiếp theo, cùng đồng hành với top 12 thí sinh xuất sắc quý vị nhé. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng vali ba lô túi sách cao cấp Sacos và chân thành cảm ơn những món quà ý nghĩa của hệ thống nhà hàng chay Bà Xã đã tặng quà cho các thí sinh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đón xem Tỏa sáng ước mơ được phát sóng vào tối thứ 6 hàng tuần lúc 21 giờ trên kênh HTV9 và 21:30 trên kênh YouTube Bee Music.